Mùa lễ Vu Lan báo hiếu đã đến, rất nhiều hoạt động nghệ thuật tri ân đấng sinh thành sẽ diễn ra trên khắp cả nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, những chương trình đầu tiên đã diễn ra đầy ấm áp và xúc động. Những thông tin này sẽ có trong phần tin giải trí của chúng tôi ngày hôm nay, nhưng trước tiên sẽ là những thông tin sôi động về show diễn của nhà thiết kế Võ Công Khanh và giải đấu nhảy đối kháng tự do tại Hà Nội. Show diễn đầu tiên của nhà thiết kế Võ Công Khanh vừa ra mắt ấn tượng tại James Center, thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Cocoon. Lấy cảm hứng từ bướm, Võ Công Khanh đã tạo nên những bộ cánh bắt mắt với kỹ thuật sắp đặt màu sắc khéo léo cùng cấu trúc tạo khối 3D điêu luyện. Tất cả họa tiết được vẽ tay, thêu và đính kết thủ công tinh xảo, mô phỏng một khu vườn cổ tích thần tiên. 85 mẫu thiết kế đã được khán giả chiêm ngưỡng một quá trình lột xác từ kén thành bướm đậm chất dân gian đương đại. Show diễn kết thúc ấn tượng với màn hóa thân thành bướm tiên của làng quê, đánh dấu 15 năm thăng hoa trong nghệ thuật của nhà thiết kế Võ Công Khanh. Hàng trăm dancer trên cả nước vừa có mặt tại Hà Nội tham gia giải đấu nhảy đối kháng tự do cực chất mang tên Thăng Long Vol 1. Trên nền nhạc DJ sôi động, các dancer đã thể hiện những vũ điệu đam mê đầy quyết liệt, phô diễn các kỹ thuật điêu luyện, sự mới mẻ qua từng động tác, tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn đầy mãn nhãn. Sau những màn đối kháng gay cấn, ban giám khảo đã chọn ra 3 dancer xuất sắc nhất ở vòng loại 1 tham gia trận chung kết diễn ra vào ngày 29 tháng 10 tới. Sau thành công của mùa đầu tiên, chương trình tìm kiếm tài năng ca hát mang format thuần Việt dành cho các cặp song ca tại Việt Nam với tên gọi Tuyệt đỉnh song ca đã quay trở lại và mới mẻ hơn ở mùa thứ hai. Khác với mùa đầu, huấn luyện viên là 3 cặp ca sĩ, format mùa 2 sẽ là sự kết hợp giữa một ca sĩ và nhạc sĩ, gồm ca sĩ Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê và các nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Hoài An, Minh Vi. Chương trình Tuyệt đỉnh song ca mùa 2 với sự dẫn dắt của ca sĩ Chí Thiện sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 bắt đầu từ ngày 12 tháng 9 năm 2017. Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con. Nhân dịp mùa Vu Lan, triển lãm kết hợp âm nhạc mang chủ đề Mẹ, suối nguồn yêu thương bất tận vừa diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội. Các nghệ sĩ đã mang đến những tiết mục trình diễn đầy cảm xúc và các nhạc phẩm nói về ân nghĩa sinh thành. Lợi nhuận thu được từ chương trình biểu diễn nghệ thuật và triển lãm dùng để gây quỹ ủng hộ cho các gia đình liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn. Sau thành công từ các đêm diễn trước, chương trình Giữ Mãi Đam Mê số thứ 6 đã quay trở lại với khán giả tại Rạp Công Nhân thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Mẹ, chương trình là đêm hội tụ các vở diễn cải lương và ca nhạc đặc sắc về tình mẫu tử thiêng liêng. Chương trình như thay lời muốn nói, gửi tình cảm yêu thương của những người con đến các bà mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Toàn cảnh 24 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong sẽ nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn gửi về địa chỉ email toancanh24giờ@gmail.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18:30 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ thì Quang Quý và Bích Ngân thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.